Dưa muối thì món dưa muối là một món rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, những ai nên ăn và những ai cần hạn chế ăn và ăn như thế nào là đúng. Trong video hôm nay, mình sẽ nói sơ về một số hạn chế cũng như là những người không nên ăn món dưa muối này. Thì nói về lợi ích của món dưa muối, chắc chắn là nhiều người đã biết. Món dưa muối nó có chứa các lợi khuẩn như probiotic rất tốt cho sức khỏe chúng ta. Việt ngâm dưa muối là một hình thức để quá trình lên men, của một quá trình lên men. Khi các rau và các trái cây lên men đấy thì vi khuẩn nó có lợi, nó giúp cho phá vỡ cái cellulose trong khó tiêu trong thực phẩm và cũng như một số các loại đường tự nhiên. Và những lợi khuẩn này nó sẽ giúp cho thực phẩm lên men và ít có khả năng bị hư hỏng và làm tăng cái vi khuẩn tốt trong hệ đường ruột, hệ tiêu hóa của chúng ta. Đồng thời ăn dưa muối nó cũng sẽ cung cấp chống oxy hóa cho cơ thể chúng ta. Các chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong trái cây và rau quả có tác dụng chống lại các gốc tế bào tự do mà gây ung thư đấy. Và các khoáng chất có lợi như là vitamin A, C, E, beta caroten, selen và kẽm. Thì dưa thì các bạn thường thấy thì ở các chợ, hầu như các chợ Việt Nam đều có, người ta thường đỡ mấy cái hũ hũ đó để bán đó. Thì các bạn mua thì nên mua với người quen biết hoặc là nguồn gốc rõ ràng để ăn, chứ còn nhiều khi người ta ngâm với thương phẩm, người ta ngâm số lượng nhiều và người ta bỏ phụ gia nhiều đấy, nó không có lợi cho chúng ta thì ăn vào nó sẽ không tốt. Thì về dưa muối thì nó có nhiều nhiều lợi ích về hệ tiêu hóa cũng như đường ruột của chúng ta. Tuy nhiên, ăn nhiều quá cái dưa muối này thì nó cũng sẽ dễ bị gây ung thư dạ dày cũng như là tăng huyết áp nếu ăn không đúng và ăn nhiều. Và các thực phẩm mà ăn ngâm quá nhiều muối thì sẽ làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. À, nhiều nghiên cứu đã cho thấy thì những người thường xuyên sử dụng các thực phẩm mà ngâm muối nhiều thì tỷ lệ ung thư dạ dày nó sẽ cao hơn so với người bình thường ít ít ăn thực phẩm ngâm muối. À, tăng gây tăng huyết áp. Nếu bạn ăn quá nhiều dưa muối cũng như là ăn mặn rồi đấy, nó nạp vào cơ thể chúng ta một lượng lớn chất natri, thì đây là một trong những thành phần có thể gây tăng huyết áp và nhiều nguy cơ khác cho sức khỏe của chúng ta. Và những ai không nên ăn dưa muối này thì như mình đã nói thì dưa muối nó có thể gây ung thư dạ dày, nên đối với những bạn mà bị đau dạ dày hoặc là bị viêm dạ dày đấy thì nên hạn chế ăn dưa muối. Bởi ăn dưa muối sẽ kích thích làm tăng cái tiết dịch axit trong dạ dày và làm phát triển hội chứng trào ngược dạ dày đấy, trào ngược dạ dày và thực quản, và nó dễ làm phát sinh thêm cái viêm loét dạ dày. Và những người bị mắc các chứng bệnh mà tăng huyết áp hoặc là tim mạch thì cũng nên hạn chế ăn dưa muối, bởi trong dưa muối nó có chứa hàm lượng natri cao và đây là một nguyên nhân gây tăng huyết áp, nên những người bị huyết áp cao thì không nên ăn dưa muối hoặc là ăn với số lượng hạn chế thôi. Thứ ba là người bị bệnh thận thì ăn mặn. Ở người bình thường nếu ăn mặn quá nhiều là sẽ gây nên chức năng thận nó sẽ bị giảm đi nếu ăn số lượng nhiều. Thì đối với người bị bệnh thận thì cũng không nên ăn dưa muối này. Bởi trong dưa muối nó có nhiều natri và nó mặn. Mặc dù ăn rửa thế nào đi thì chắc chắn trong dưa muối này nó cũng sẽ rất mặn. Thì nó sẽ gây ra ứ đọng muối trong cơ thể chúng ta, nó sẽ gây phù và tăng huyết áp. Thận nó sẽ bị suy đi. Thứ tư, đối với người bị bệnh về đường tiêu hóa thì mặc dù ăn cái dưa muối này có lợi, có nhiều vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa, tuy nhiên nếu các bạn ăn dưa muối thường xuyên và số lượng nhiều thì nó sẽ gây ra một bất lợi ngược lại, nhất là đối với những bạn mà ăn dưa muối sỏi đấy, tức là sáng muối chiều ăn liền đấy, thì có thể nó chưa diệt được các vi sinh vật gây bệnh có trong thực phẩm đấy, và thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến đường tiêu hóa chúng ta. Do đó các bạn nếu ăn dưa thì các bạn ăn nên dưa có nguồn gốc rõ ràng, mà tốt nhất các bạn nên tự làm, tự tay làm, đừng có bỏ phụ gia gì nhiều quá. Và thứ năm, đối với người bị mang thai, phụ nữ mang thai thì khi mang thai thì các bạn đã biết thì dường như cái hệ thống đường tiêu hóa của bà mẹ bầu
sẽ trở nên nhạy cảm hơn, và nhất là những 3 tháng đầu chu kỳ và 3 tháng cuối chu kỳ. Trong khi ngán rồi đấy, thì ăn dưa chua nó sẽ trở thành một thực phẩm kích thích, nó làm tăng cái cảm giác đầy bụng, buồn nôn, nó sẽ làm khó chịu. Và đặc biệt trong tháng cuối thai kỳ thì các bạn nên hạn chế ăn dưa muối, cũng như hạn chế ăn mặn đi, nên ăn nhạt để tránh phù tay phù chân rồi đấy, nhất là phù chân đấy, và nhiễm độc than ngén. Và đối với những trẻ em dưới 5 tuổi thì cái chức năng thận và hệ thống tiêu hóa của bé chưa có hoàn thiện đấy, nên việc ăn dưa muối nhiều quá nó sẽ dẫn đến việc đào thải muối ra cơ thể nó không không được tốt lắm. Do đó các những em bé có thể bị rối loạn tiêu hóa và bị suy thận nếu ăn dưa muối hoặc là ăn mặn quá sớm. Đây, trên đây là một số cái lưu ý cũng như một số người cũng không nên hạn chế không nên và hạn chế ăn dưa muối. Thì dưa muối là một món có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng chúng ta phải ăn điều độ, và chỉ khi ăn khi đã ngâm dưa muối tới cái vị đủ, nói chung là đủ rồi. Khi bạn ngâm lên thì cái cọng dưa đấy nó sẽ lên ngải màu vàng và có vị thơm ngon, thì lúc đó các bạn mới dùng được. Chứ còn bạn ngâm mà để sớm với hoặc là lâu quá cũng không nên ăn nha các bạn. Và trước khi ăn các bạn nên rửa sạch dưa muối nhiều lần để cho cái độ mặn giảm độ mặn đi và độ chua của dưa muối nữa. Và khi cái dưa muối ăn đã còn dư đấy thì tốt nhất các bạn không nên bỏ vào lại trong lọ ngâm dưa. Bởi như vậy nó sẽ làm hư cái mấy cái dưa mà đang còn lại trong đó. Sau khi lấy ra các bạn nên đậy kín lại cái lọ ngâm dưa nha các bạn.